Xin chào các bạn. Hôm nay mình có một cái mô hình máy bay đến từ Dragon Wings, và đó là một chiếc Boeing 747-400 của hãng hàng không Saudi Arabian. Đây, các bạn có thể thấy. Ở đây có một dòng chữ tiếng Ả Rập và thiết kế bao bì. Đây, hãng Dragon Wings. Đây là máy bay tỷ lệ 1400 nha vậy. 1 trên 400. Là chiếc này nó được thu nhỏ 400 lần. Thí dụ ở ngoài đời đi. Thí dụ ở ngoài đời nó dài tầm 70 mét thì chiếc này ngoài đời dài tầm 70 mét thì vô một mô hình á nó chỉ dài tầm 17,7 cm thôi. Ok. Đây, mình mua với giá gốc là 820.000 của Dragon Wings, nhưng mà giảm giá còn 720. Bây giờ mở hộp nha bạn. Ok. Đây. Rồi. Mình đã mở hộp thành công. Mình sẽ để cái hộp này qua một bên xíu. Và đây. Những dụng cụ của nó này, một cái đế trưng bày còn nguyên siêu, và hai chiếc xe như là mình mua ở cửa hàng này mình được tặng á, hai chiếc xe buýt chở khách vào máy bay này. Cái này của KLM, của hàng không KLM. Còn chiếc này của hàng không Vietjet Air. Hai chiếc rất là đẹp nha các bạn. Và đây mình sẽ để hai chiếc này ở đây. Và cái đế trưng bày. Rồi. Tiếp theo là một chiếc máy bay. Đây. Cái tờ của Dragon Wings. Đây. 7. 1 chia 400. Đây là tiếng Pháp và tiếng gì mình cũng biết đâu. Cái này là như là Premium Collection Series. Đó. Copyright 2008. Phải không? Lát nữa mình sẽ cho các bạn xem đây. Càng đáp tháo được. Tháo càng trước. À, đây cái càng đáp này tháo được nè. Tháo nguyên bộ phần càng sau luôn. À, nguyên bộ này nó bốn cái càng nắp này nó sẽ dính vào một cái miếng đây nè. Còn mình sẽ thay thế mấy cái lỗ này nè thành mấy cái miếng này để cho nó lắp vào mấy cái lỗ. Rồi, ok, hiểu rồi. Ok, mình sẽ để đây hai chiếc xe buýt mini khá dễ thương. Rồi, đây, làm chỉnh cam xíu. Này, đây là một mô hình của Dragon Wings. Đây, đóng gói khá là đẹp, khá là chắc chắn nha. Đây không? Không có bị rớt hai cái này nè, hai cái phần này. Nó không có bị rớt. Rồi mình sẽ để cái này qua bên xíu nha. Rồi, ok. Mình sẽ mở cái miếng. Mở cái miếng nhựa này ra. Đấy. Đây nhá, cái hộp đây. Đây là cái miếng để cho nó bảo vệ được cái mặt. Cái mặt trên này của chiếc máy bay. Và đây chính là phần quan trọng nhất. Mô hình máy bay Dragon Wings. Mình sẽ lấy ra nha bạn. Chiếc máy bay này á, thì hiện tại bây giờ nó là hàng hiếm nha các bạn. Chiếc máy bay này nó sản xuất cũng lâu rồi, cũng khá lâu.
Và đây là những cái, đây là mấy cái hạt đây. Như mình đã nói ở đầu video, như mình đã nói à, như mình đã nói ở giữa, khoảng giữa video, các bạn thấy không, cái hạt này sẽ lắp vào càng trước, còn cái hạt lớn này mình sẽ lắp vào bốn cái càng sau. Đây, hai cái này mình sẽ để vào đây bên, lát mình sẽ lắp cho các bạn xem. Và nhà sản xuất có cho thêm hai bánh xe dư để lỡ mình có bị rớt một bánh ra thì sẽ có cái thay. Ok, sẽ để qua một bên luôn. Rồi, đây chính là thời khắc quan trọng nhất. Một mẫu mô hình Boeing 747-400 Saudi Arabian này. Như các bạn đã thấy là cái màu sơn nó hơi cũ nha, tại vì cái này là sản xuất cũng lâu rồi. Này các bạn cho xem, bốn động cơ của nó đây. Và các bạn xem đây, như mình đã nói ở đầu video là chiếc này nó chỉ dài bằng, nếu mà ngoài đời nó dài 70 mét, thì trong một cái mô hình tỷ lệ 1/400 á thì nó dài đâu đó tầm 17-18 cm thôi, như chiếc này. Đây, mình sẽ đo cho các bạn xem. Đây một găng tay của mình. Đây một găng tay của mình. Nó nhỏ hơn một găng tay của mình xíu, nhỏ hơn xíu. Đây. Các bạn thấy càng đáp nó là rất chân thật. Đây, ở cái phần càng chứ lung linh được. Và mình phát hiện ra điều rằng là cái cánh của nó dẻo nha bạn. Đây, nếu mà các bạn mua sản phẩm này về các bạn đừng có làm ảnh nó gãy á, tại đây chỉ là mô hình trưng bày thôi. Đây thấy không, cánh này dẻo. Mình cũng không làm ảnh, mình sợ nó gãy lắm. Và phần đuôi đây, phần đuôi khá là đặc biệt và khá là đẹp đó. Và bây giờ mình sẽ mở thử cái càng đáp ra cho các bạn xem nha. Đây, wow, khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ mở thử cái càng đáp cho các bạn xem, lắp cái này vào. Đây, mình thấy cái phần các bạn nắm nhẹ nhẹ thôi nha, nắm giữa đây nè, dứt ra đó, dứt nhẹ nhẹ thôi, không phải là nó sẽ gãy. Đây các bạn xem kết cấu của cái càng đáp. Wow. Và mình sẽ gỡ luôn cái càng này ra nha. Ok, và mình sẽ lắp nó vào một cái miếng như thế này. Và tương tự bên này, có hai tư thế, là một tư thế cất hạt, một tư thế cất cánh, một tư thế hạ cánh. Đây, và chúng ta đã xong một cái mô hình không có càng đáp. Cái mặt trước nó hơi lỏng nha bạn, để cho mình tháo cho dễ. Đa số là người ta chơi bằng càng đáp. Đây, wow, rất đẹp. Rồi, sẽ tháo ra và trưng bày theo cái kiểu có càng đáp nha. Mấy cái phạt này mình cũng sẽ giữ lại bởi vì nó rất là quan trọng. Đây, mình sẽ gắn phần này vào. À, mình cũng nói cho các bạn nghe luôn. Đây, các bạn thấy cái bánh xe. Đây, cái bánh xe
ngay hai bên phía ngoài cùng mình nè, nó có thể rút rít được. À, nó như là một trạng thái các bạn mà xem cận cảnh ngoài máy bay, khi mà nó có cánh lên á là cái càng ráp này nó sẽ kiểu gì nè, đó mà nó chúi lên như nè, nó chúi lên như nè, và khi mà hạ cánh thì càng ráp này nó sẽ trở về vị trí cũ như này. Đấy, thì mình lắp luôn cái phần càng trước vào. Phần càng trước thì mình đã nói rồi nha, đây phần càng trước như là nó có hạ cánh như thế này, như là thế này, hạ cánh như thế này là tất cả cái vị trí mà nó dậy thì nó sẽ xà xuống như vậy và nó tiếp đất thế thôi. Và giờ mình sẽ thử tháo cái đế trưng bày này và mình sẽ kết thúc video luôn nha các bạn. Các bạn đợi mình lấy cây kéo. Rồi, sẽ cắt. Một cái đế trưng bày khá là xịn, tại vì mình mua cái hãng mình mua hôm nay tại bữa nay mình mua cái loại máy bay này của hãng Dragon Wing á các bạn. Mới mốt nếu mà có dịp mình sẽ đăng một cái video về sưu tập máy bay nữa, nhưng mà của một hãng khác như là Gemini Jets hoặc là GC Wing. Ok, mình sẽ gắn vào nha. Ok. Ok. Cái này mình cũng không biết cách gắn như thế nào. À, rồi các bạn. Các bạn thấy cái độ dốc này nè các bạn. Đây, như này, dạ các bạn. Đây mình để dưới đất nha. Đây các bạn chờ mình phía trước. Là sẽ thành công đó như này. Đây và mình sẽ lật lên đây, các bạn thấy có cái chỗ để trưng bày cái đế, mình sẽ để nó vào đây nha. Rồi đây mô hình quá là đẹp. Mình sẽ để đây thu gom lại tất cả cái những gì mình sẽ có trong tập này. Hai bánh xe sẽ chỉnh cam lại nha các bạn. Hai chiếc xe buýt. Đây. Đây, cả này.